Kính thưa cộng đoàn anh chị em, hôm nay chúng ta cảm thấy một cái sự phấn khởi, phấn chấn các hội đoàn và cầu chúc cho các hội đoàn. Cái riêng trong đó có hội đoàn huynh đoàn Đa Minh càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đem lại cái sức sống cho thân thể của Chúa Kitô trong giáo phận. Vì mỗi đoàn thể là một cái bông hoa không thể thiếu được cho vườn hoa của giáo hội Chúa. Nếu giáo hội, giáo phận, giáo xứ mà không có các hội đoàn thì giống như một vườn hoa không có, một vườn bông không có hoa, không có bông nào cả, chỉ là một vườn trơn mà thôi. Vì thế hôm nay nhân dịp huynh đoàn Đa Minh mừng kính thánh bổn mạng Martino de Porres của mình, kính mời tất cả các thành viên của các hội đoàn trong giáo phận, chúng ta phải suy gẫm và làm sao để phát huy cái tính chất, cái đặc sắc của cái hội đoàn của mình. Giống như mỗi bông hoa, nó có nhiều cái sắc hoa riêng đặc biệt, nó có cái nét chung, mẫu số chung của tất cả mọi màu hoa. Nhưng mỗi bông hoa có cái nét đặc thù, có cái hương thơm, có cái màu sắc, có cái hình thù nó riêng của nó. Và mỗi bông hoa phải duy trì cái đặc sắc đó mới làm cho cái hoa của mình được tồn tại, được hấp dẫn và nó góp phần vào cho cái vườn hoa được phong phú. Vậy mỗi hội đoàn tương tự như thế, có cái mẫu số chung của các hội đoàn và có cái mẫu số riêng, sắc thái riêng. Như là huynh đoàn chúng ta có cái linh đạo hoặc có những cái cách thức nghi thức riêng, nhưng mà cái riêng đó nó làm cho cái phong phú cái chung, chứ không phải cái riêng độc lập và nó kỳ dị và nó không nhập vào trong cái chung. Chúng ta phải lấy cái chung đặt lên trên hết và triển khai những cái chung đó với những cái sắc thái, cái nét riêng mà chúng ta được đón nhận và tin tưởng đến từ Chúa. Vậy Thánh Martino de Porres có những cái nét đặc thù, những cái nét riêng mà vô cùng khó khăn cho chúng ta. Nếu chúng ta bắt chước để có thể trở nên như Ngài thì chắc là không ai dám. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta nhìn thấy cái điểm chung và có thể phổ quát cho mọi người, chúng ta sẽ dễ dàng để bắt chước Ngài hơn. Vậy hôm nay tôi xin đưa ra hai cái nét chung và cũng là cái đặc thù của tất cả mọi hội đoàn. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, hai hôm trước chúng ta mừng đại lễ các thánh nam nữ trên trời, và hôm nay chúng ta mừng một vị thánh đặc biệt trong số vô số các thánh trên trời. Có thể nói có bao nhiêu Kitô hữu thì có bấy nhiêu thánh, vì mỗi người Kitô hữu là một thánh nhân. Có thể nói như vậy, nhiều người trong chúng ta, ngay cả tôi nữa, cũng thấy lo lắng, sợ hãi. Mình tầm thường, mình yếu đuối, mình tội lỗi, mà sao bảo rằng mình là thánh? Nếu chúng ta hiểu thánh là gì, chúng ta sẽ thấy khác và chúng ta sẽ nô nức để đạt tới cái sự thánh thiện này. Vắn tắt, chúng ta cô đọng lại cái ý tưởng Chúa của chúng ta, tạo hóa của chúng ta, Cha trên trời của chúng ta là Đấng Thánh. Và từ Đấng Thánh là Cha trên trời đó đã xin hà ra chúng ta, xin thần ra cho chúng ta. Thành ra dù muốn dù không, cái Thánh của Cha trên trời cũng đã được trao ban và lan tỏa xuống tất cả mọi tạo vật. Ngay cả các tạo vật, hoa lá, cây cỏ cũng là hình ảnh phong phú thánh thiện của Cha trên trời trao ban cho vũ trụ, cho nhân loại chúng ta. Trong các tạo vật có loài người là được trực tiếp Cha trên trời đứng tạo hóa xin thần ra chúng ta và nhận chúng ta là con yêu quý của Ngài. Và vì Cha chúng ta giống như một đức vua, giống như một cái đứng thánh, là một đứng thánh, thì đức vua sinh ra đứa con, thì đứa con đó là con của đức vua và là hoàng tử, không giống lông thì cũng giống cánh. Vậy Cha của chúng ta đã sinh nhân loại chúng ta ra, và Cha chúng ta là đứng thánh,
Cho nên dầu muốn dầu không, từ bản chất chúng ta được xuất thân từ Đấng Thánh là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa. Và đây là một trong những cái ơn vĩ đại, quý hóa mà Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta. Tiếp là tổ tiên của chúng ta, mà chúng ta gọi là tội nguyên tổ. Các ngài đã không hiểu hay hiểu mà đã cách nào đó coi thường, phí bỏ và tự làm mình mất cái đặc sủng, cái đặc ân làm con của Thiên Chúa, và đặt mình trong những cái hậu quả thật là tội lỗi, giống như người con bất hạnh đang tốt lành với cha trên trời, tự nhiên đòi chia gia tài và bỏ đi hoang. Không phải người cha không thương, nhưng mà đứa con đã tự đặt mình trong cái trái nghịch và mất hết tất cả cái tước phẩm con của Đức Vua, con của Tạo Hóa, con của Thiên Chúa. Nhưng từ đời đời chúng ta đã là thánh, và cái dấu tích yêu thương của cha trên trời đã trao ban cho chúng ta một lần, mang tính vĩnh viễn, không mất đi đâu được. Giống như người cha trong hoang đàng, đứa con hoang đàng, người cha vẫn là người cha từ bản chất. Đứa con dù có chối đi bao nhiêu chăng nữa thì không xóa sạch được cái bản tính yêu thương của người cha. Và cái chân lý, cái sự thật, người cha đã sinh ra đứa con, và đứa con là thuộc bản thể, thuộc thiên tính của người cha. Thế nào? Thì tương tự như vậy, chúng ta là con cái của cha trên trời. Lẽ ra vì tổ tiên của chúng ta đã làm hư mất, làm xấu đi cái đặc sủng đó, mất cái đặc sủng đó, nhưng mà cha trên trời từ đời đời vẫn là yêu thương, cho nên cho người con của ngài là Chúa Giêsu đến để phục hồi, để trao lại cho chúng ta cái ơn phước mình là con của cha trên trời, là con của Đức Vua. Và Đức Giêsu đã làm tất cả mọi sự, đem cả mạng sống mình để chịu nạn, chịu chết, đền bù cái tội lỗi nguyên tổ loài người và tội lỗi của mọi người chúng ta. Và nhờ cái công ơn cứu độ của Chúa Kitô đó mà ngày hôm nay mọi người chúng ta được phục hồi lại cái chức vị, cái tước vị là con của cha trên trời. Vậy cha của chúng ta là Đấng Thánh. Nếu có ai trong chúng ta vinh dự có một người cha là Tổng thống, có người cha là bà con thân thuộc với Đức Giáo Hoàng, hay có người cha là vua, thì chúng ta tự hào đi đâu cũng nói tôi là con của Đức Vua, tôi là con của Tổng thống, và tôi tìm hết mọi cách vì cái chức, vì cái danh dự của một vua, cho nên tôi phải cố gắng sống một cách thích hợp, vì tôi là hoàng tử, là con của Đức Vua. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng ngay từ đầu chúng ta là con của cha trên trời, là Đức Vua, là Đấng tối cao, là Đấng Thánh. Chúng ta là Thánh, là con của Đấng Thánh, là cha Thánh. Cho nên mọi người chúng ta đã được và đang ở trong cái đặc ân là con Thánh Thiện của cha trên trời, Thánh Đấng Thánh. Và chúng ta được nhắc lại cái bí tích này qua bí tích rửa tội. Và bí tích rửa tội không chỉ quan trọng tới cái nước, đó là dấu chỉ bề ngoài. Cái bí tích rửa tội quan trọng là Đức Kitô đã hoàn thành cái công trình cứu chuộc đền tội, và ngài trao lại cái tước vị, hoàn lại cái tước vị chúng ta đã đánh mất, là cha trên trời nhận chúng ta là con của ngài như thuở ban đầu, nhờ qua công ơn của người con Giêsu Kitô. Cho nên hết mọi người chúng ta, đặc biệt những ai tin Đức Giêsu, nghe danh Đức Giêsu, từ đó đã được Chúa phục hồi lại cái thiên chức là con cái của cha trên trời. Và cái bí tích rửa tội, cái nghi thức rửa tội, lẽ ra chúng ta phải trân trọng quý quá, và nhắc lại cho chúng ta một cái quà tặng vô cùng lớn lao. Tiếc rằng khi chúng ta nhận cái bí tích này, cái đặc sủng này còn quá bé, không hiểu biết gì, và phải nhờ qua người mẹ là giáo hội, qua các vị đỡ đầu để cho chúng ta thay thế chúng ta mà chuẩn bị một cách sốt sắng đón nhận cái hồng phúc
chúng ta trở nên con của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải xét lại cái mục vụ về bí tích rửa tội. Có nhiều người cử hành một cách rất là quá đạm bạc, quá đơn sơ. Có nghĩa là mình chưa hiểu cái giá trị cao cả về cha của mình và cái vị trí, cái vai trò của mình. Mặc dầu mình rất yếu đuối, rất tội lỗi, rất xấu xa, nhưng từ bản chất bản thân mình, con người của mình, thể xác của mình, cái tôi của mình đây là thánh, là con của Đức Thánh, của Vua Thánh, của Cha Thánh. Và dù mình chưa đạt tới, nhưng mà chúng ta đã có được cái ơn phước, cái tình trạng mình là con của Thiên Chúa và mình là đứng thánh của Thiên Chúa. Cho nên mừng lễ các thánh là mừng chúng ta, chứ không phải những người đã thành công. Và các thánh trên trời đang nhắc nhở chúng ta: hỡi những người đang sống ở trần gian, đừng quên từ bản chất, từ cứu cánh, từ mục đích đời đời, mình đã là thánh, đã có sẵn cái căn tính, cái bản chất thánh trong mỗi con người của mình, linh hồn của mình. Và Chúa là đứng thánh, Thánh Thần Chúa tác động đổi mới căn tân cái sự thánh thiện, nền tảng thánh thiện đã có trong con người của mình. Khi hiểu như vậy, chúng ta thấy à, bấy lâu nay tôi quên, và vì tôi quên cho nên tôi đánh mất cái căn tính, cái bản chất, cái mục đích của tôi. Tôi buông thả con người của tôi trong tội lỗi. Dù đứa con đó có hoang đàng, có xấu xí, có đỉ điếm tới mấy, từ bản chất nó vẫn là con của Đức Vua, không xóa đi được. Và nó có từ muốn biến mất đi chăng nữa, không xóa được cái thử, cái chân lý, cái đặc sủng. Vua là bố của nó và nó là con của Đức Vua. Thế nào? Thì đây là cái mẫu số chung cho tất cả các hội đoàn. Và các hội đoàn, mục đích của các hội đoàn là để nhắc nhau đừng quên cái mẫu số chung này. Cho nên hôm nay để mừng lễ Thánh Martino de Porres, thay vì chúc tụng các nhân đức của Ngài mà chúng ta không thể làm được, trong khi chúng ta lại quên mất, mỗi người chúng ta đều có khả năng. Nếu tôi muốn, nếu tôi cố gắng, nói tôi tìm cách để phát huy cái hạt giống thánh thiện đã có sẵn ở nơi chúng ta rồi. Và hiện nay tất cả nhiều người trong những cố gắng hội đoàn, huynh đoàn đây tham gia vô hội cũng là để cố gắng mà phát huy, làm cho cái hạt giống thánh thiện trong linh hồn của mình nó phát triển lên. Rồi các hội đoàn khác cũng vậy, đặc biệt các tu sĩ, các linh mục chọn lấy cái lối sống ơn gọi này để phát huy cái hạt giống thánh thiện ở trong cái linh hồn của mình đã được trao ban, cho nó phát triển, nó phong phú lên. Đây cũng là cái sự chúc phúc của chúng ta cầu nguyện với các thánh trên trời, các chiến thánh mắt với nô lệ. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, mẫu số chung thứ hai của các thánh, không một vị thánh nào mà không quan tâm. Và hiện nay, nhất là trong thời gian qua, tháng 10 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã được Chúa Thánh Thần tác động để cứu vãn thế giới ngày hôm nay, cũng như để giáo hội có một sức sống mới từ thuở ban đầu. Thì mọi Kitô hữu, chứ không phải chỉ là linh mục tu sĩ mà thôi, phải ý thức cái nhiệm vụ truyền giáo của mình. Truyền giáo không phải là đi chiêu mộ để có nhiều người trở lại đạo, chắc chắn không mục đích đó. Truyền giáo là cái nhiệm vụ, vì mình là con của Cha trên trời, và Cha trên trời là Cha chung của mọi người, chứ không phải chỉ riêng người Công giáo. Vì thế Cha trên trời mong muốn mọi người trên thế gian này đều được biết Cha trên trời, và biết Cha trên trời thì có sự sống đời đời. Và mọi người ở trần gian này, họ có quyền và họ phải tìm hiểu Cha thật của họ, Cha đầu tiên, Cha cuối cùng, Cha cội nguồn của họ là ai. Họ được quyền biết. Và Chúa Cha đã sai Chúa Giê-xu xuống, mục đích Chúa Giê-xu xuống trần gian để làm gì? Thì Ngài đã khẳng định: tôi từ trời xuống
không phải để làm theo ý tôi, mà để đem ý cha tôi ra mà thực hành. Và người ta hỏi, ý cha của ông là gì? Chúa Giêsu trả lời, ý của cha tôi là muốn mọi người được sự sống đời đời. Và người ta hỏi, vậy để được sự sống đời đời thì làm cách nào, làm gì? Chúa Giêsu trả lời, để được sự sống đời đời chỉ cần nghe danh Giêsu, và đặc biệt tin vào danh Giêsu thì tức khắc có sự sống đời đời. Đây chính là trung tâm của vấn đề truyền giáo, còn gọi là loan báo tin mừng. Và đây cũng là nét mẫu số chung cho tất cả mọi Kitô hữu, chứ không phải chỉ một số ít các linh mục tu sĩ. Do chúng ta quên mất cái bản chất, cái mẫu số chung này, cho nên giáo hội, nhất là tại Việt Nam, không phát triển được bao nhiêu cả. Nếu có thêm một số người do các cái nguyên nhân nhu cầu xã hội, chứ không phải là do cái sức sống, cái ý thức, cái nhiệm vụ phải loan báo cho mọi người biết họ là con của cha trên trời, như mình đang được vinh dự, mình là con của cha trên trời, và họ có quyền để biết họ là ai và cha thật của họ là ai. Chỉ khi nào từng người trong chúng ta ý thức và hiểu được cái giá trị cao cả, cha trên trời của mình là ai, và cha trên trời mong muốn mọi con cái của Ngài đều nhận biết Ngài như thế nào, thì chúng ta mới đem cái lòng, cái sức của mình để giới thiệu, để nói cho người ta biết về cha của họ cũng là cha của mình. Do chúng ta không ý thức và không thấy thấm thía, không thấy thúc đẩy bởi cái ý nghĩa này, cho nên chúng ta bình tâm và phán cái việc này cho các cha các thầy mà thôi. Rồi chính các cha các thầy các tu sĩ cũng vậy, do chưa thúc đẩy, chưa có cái lửa về cha của mình, cho nên vẫn bình tâm làm những công việc hàng ngày, chứ chưa để ý gì tới cái cha của mình trên trời. Và các con cái của cha trên trời đang tản mắt khắp nơi, và họ chưa biết cha thật là ai. Còn một số ít người công giáo biết rõ ràng cha thật của mình, thì họ im lặng, họ thụ động, họ không buồn để đi nói cho người khác. Và Chúa Giêsu đã tha thiết trước khi về trời, Ngài ra cái lệnh truyền, cái lời mời gọi, ai ai cũng phải nhớ cha trên trời thông ban cái ân sủng lớn lao này cho cả nhân loại. Mọi người trên thế gian này đều là con của Chúa Trời, chứ không phải chỉ có một số ít người công giáo chúng ta. Cho nên chúng ta có nhiệm vụ, có bổn phận. Tiếc thay, chúng ta nhìn lại và chúng ta phải khiêm tốn, chúng ta thấy là chúng ta chưa có thực hành bao nhiêu. Và vì thế có nhiều hội đoàn trong giáo hội, cái riêng các hội dòng, trong đó có hội dòng Đa Minh. OP là dòng giảng thuyết, nghĩa là dòng loan báo Chúa. Cho nên nếu một thành viên sống linh đạo của Thánh Đa Minh, và đặc biệt các tu sĩ Đa Minh, mà không ý thức, không xác tín, không làm nổi bật cái giá trị loan báo tin mừng, và giá trị này là chung cho tất cả mọi thành phần, và nếu có một thành viên nào trong giáo hội, trong số Kitô hữu mà không quan, không ý thức, thì người đó loại đi cái đặc sủng và cái tính chất của mình là một Kitô hữu. Và một số dòng tu hội đoàn như chúng ta tự nguyện dấn thân vào cái lĩnh vực này để thay cho toàn thể, mà nếu chúng ta không phát huy cái sứ mạng chuyên biệt riêng của mình là loan báo Chúa, thì chúng ta chưa chu toàn được cái nhiệm vụ. Và cái việc chúng ta tham gia vào huynh đoàn Đa Minh sẽ trống rỗng và chưa có ý nghĩa, vì mục đích chính của các hội đoàn như chúng ta vừa nói phải sống cái mẫu số chung, mình là con của cha trên trời, cha trên trời là cha của mình và của mọi người.
và mình phải loan báo Cha trên trời cho mọi người, gọi là truyền giáo. Vậy thì loan báo tin mừng, loan báo Cha trên trời cho mọi người, chúng ta phải có nhiệm vụ. Và Đức Thánh Cha đại diện cho cả nhân loại, cái riêng cả giáo hội Công giáo cảm nhận thấy và thú nhận về mặt này, so với hồi xưa chúng ta yếu kém quá, chúng ta chưa có đủ các nhiệt huyết, các linh hồn. Và nhiều một số ngày hôm nay các cái nơi vùng sâu vùng xa, cho nên kêu gọi chúng ta trong ngày lễ truyền giáo, nếu chúng ta chưa tham gia được thì chúng ta hãy đồng hành cộng tác bằng cách cắt chiêu cái này cái khác để hỗ trợ cho công cuộc loan báo Cha trên trời cho mọi người. Đây là sứ mạng chuyên biệt của dòng Đắc Minh và của tất cả những thành viên trong hội đoàn huynh đoàn Đắc Minh. Và khi chúng ta sống, chúng ta làm như vậy là cách tốt nhất để chúng ta tung hô Thánh Bổn Bàng, Thánh Đắc Lộc Lộc Đắc Minh của chúng ta và Thánh Martino. Và bằng cách đó chúng ta tôn vinh Chúa và chúng ta thực hiện sứ mạng của Chúa. Cuối cùng, một cái nét nữa mà hôm nay chúng ta có thể làm được và cũng là mẫu số chung cho tất cả mọi người Công giáo, là giới răn trọng nhất trên hết, trên mọi giới răn: yêu mến Chúa mà thôi thì chưa đủ, và yêu mến Chúa bằng việc yêu mến mọi người. Và yêu mọi người chung chung chưa đủ, yêu mấy những người nghèo khổ, cùng cực, bị bỏ rơi. Đó là lựa chọn của trái tim mà Thánh Martino là mẫu mực. Và đây cũng là cái mẫu số chung, chứ không phải là chỉ có riêng Thánh Martino mà thôi. Về mặt này, chúng ta thấy còn thua xa. Mặc dù chúng ta mang cái danh nghĩa là thành viên có Thánh Bổn Mạng Martino de Porres, Ngài yêu thương người nghèo, người khổ, người cùng cực đến như thế. Vậy hỏi có mấy ai trong chúng ta dấn thân vào làm cái công việc đó? Không phải chỉ là bố thí, không phải chỉ là bác ái qua một vài cái nghĩa cử tiền bạc, mà còn phải dấn thân, còn chăm sóc. Chỗ nào, nơi nào trong giáo họ, giáo xứ của chúng ta đều có người nghèo khổ cùng cực vì bỏ rơi, người quá bụa, vân vân. Không cần phải đi khắp nơi để tìm những người nghèo quá bùa đó, ngay trong giáo họ, giáo xứ của mình. Và không chỉ trong cái phạm vi Công giáo, mở rộng ra một chút trong thôn, trong làng, trong xóm, người lương dân, người bên cạnh, chán gì người đang bị bỏ rơi, đang nghèo đói, đang túng thiếu. Chúng ta chúc tụng Thánh Martino de Porres quảng đại yêu thương, chăm sóc người nghèo một cách khiêm tốn như một đầy tớ. Nhưng mà chúng ta không làm gì. Vậy, để mừng lễ các thánh, và mỗi năm chúng ta suy niệm một góc cạnh, và chúng ta đưa cái suy niệm đó biến ra hành động. Nói mà không làm thì chưa đúng. Cho nên một người có thể không giúp được một người bại liệt bại não, 10 người có thể giúp một phần, 100 người có thể giúp được một số người. Và với một cái thành phần đông đảo thành viên của huynh đoàn Đa Minh như thế này, gần 20.000, trên 20.000, thì sẽ giúp được rất nhiều nếu chúng ta thật sự đi sâu vào trong cái sứ mạng, trong cái ý nghĩa của huynh đoàn của chúng ta. Tới đây chúng ta kết thúc bài suy niệm, chúng ta một lần nữa cầu nguyện cầu chúc để nhớ ai trong chúng ta cũng là thánh. Ông này thánh, bà kia thánh, tất cả ai cũng là thánh. Phải tự tin và phải nhớ, phải nhắc nhở mình: tôi là thánh. Mặc dù tôi đầy ắp tội lỗi, nhưng mà phải tự nhủ và bảo rằng: nhớ nha, tôi là thánh, tôi là con của Đấng Thánh, tôi là con của ông trời. Chứ đừng biến mình trở thành con xấu xí, nô lệ thế này thế khác. Dù mình có yếu kém như vậy chăng nữa, phải luôn luôn nhớ mình là con của ông trời. Chúa trời là Đấng Thánh, cho nên mình là thánh. Và để thể hiện cái thánh, một trong cái nét đó là mình loan báo. Phải loan báo bố mẹ của mình là Đấng Thánh, cội nguồn của bố mẹ là Chúa Trời. Nhiều người không biết cội nguồn của bố mẹ, cho nên mình có nhiệm vụ phải loan báo tin mừng này và thương giúp đỡ cách đặc biệt cho những người nghèo đói, túng thiếu, bị bỏ rơi. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên dâng lời nguyện.